Trong đời sống văn hóa của người Việt Nam, việc thờ cúng tổ tiên, thờ cúng trong đình chùa nhằm tưởng nhớ đến các vị thần thánh, đấng linh thiêng đã trở thành nếp văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt. Thế nhưng một số đối tượng vì vụ lợi đã bất chấp luân thường đạo lý, bỏ quên các chuẩn mực và đạo đức của xã hội, xúc phạm đến nơi linh thiêng, ra tay trộm cắp ngay tại những nơi thờ tự, khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Thưa quý khán giả, trong đời sống văn hóa của người Việt Nam, việc thờ cúng tổ tiên, thờ cúng trong đền chùa nhằm tưởng nhớ đến các vị thần, đến đấng linh thiêng đã trở thành một nếp sống văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt. Thế nhưng một số đối tượng vì vụ lợi đã bất chấp luân thường đạo lý, bỏ quên các chuẩn mực và đạo đức của xã hội, xúc phạm đến những nơi linh thiêng, trộm cắp những loại đồ thờ cúng này. Thực trạng trộm đồ thờ cúng đã diễn ra trên cả nước đang là nỗi bức xúc của toàn xã hội. Sau đây là điển hình một số ngôi chùa bị trộm trong thời gian gần đây. Chùa Phước Diên, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua thường xuyên bị trộm viếng thăm. Mới đây nhất, nhà chùa liên tiếp bị trộm lẻn vào 2 lần, đánh cắp tài sản của chùa và Phật tử đến viếng, nhưng tới nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Còn đây là đối tượng Huỳnh Tấn Dũng, trú tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Để có tiền sử dụng ma túy, đối tượng Dũng đã đột nhập vào một ngôi chùa trên địa bàn thành phố Bạc Liêu để lấy trộm các tài sản như các bộ chân đèn, bát hương đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Trước đó tại tỉnh Hải Dương, Thái Bình cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp, đập phá hòm công đức, trộm nhiều cổ vật, tượng Phật có giá trị lớn. Còn đây là hình ảnh do camera an ninh ghi lại cảnh hai thanh niên ăn mặc lịch sự lén vào một ngôi chùa ở Hà Tĩnh, khiêng trộm thùng công đức bằng két sắt của nhà chùa ngay giữa ban ngày. Một vụ việc khác xảy ra tại một ngôi chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu. Lợi dụng lúc vắng người, hai người đàn ông đã đi vào giả vờ thắp nhang, rồi nhanh tay lấy đi nhiều đồ vật trên bàn thờ rồi tẩu thoát. Ngoài những vụ việc trên, thời gian qua trên địa bàn cả nước xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp nhắm tới đồ vật thờ tự trong chùa và tiền công đức. Những hành vi trên khiến cho người dân không khỏi phẫn nộ, khi mà nơi chốn linh thiêng vẫn không thoát khỏi bàn tay của những kẻ tham lam. Đó chỉ là rất ít trong vô số những vụ trộm bất hảo trong thời gian qua. Qua đây cũng cho thấy các đối tượng trộm ngày càng tinh vi và có tổ chức. Gần đây cũng có hai người phụ nữ thường hay đến các chùa lấy đồ, trong đó có chùa Phước Viên. Thì tôi cũng có đôi lời khuyên quý Phật tử hoặc là người ngoài cũng thế thôi. Đi chùa thì nên đơn giản, và đồng thời cũng cái phương tiện cuộc sống của mình, máy móc qua tiền bạc cũng nên cẩn thận chút xíu. Mình thấy hành động trộm cắp ở trong nhà chùa rất chi là xấu, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của mọi người khi mà người ta đi thờ cúng chẳng hạn. Những cái hành vi này là không có nên, nhưng mà nói thẳng ra là như vậy là xấu, nó ảnh hưởng đến đạo đức rồi văn hóa của mình nữa. Các hành vi trộm cắp những cái đồ có giá trị như là chuông đồng hay lư đồng hay các hùng cúng dường tam bảo thì đó là một cái hành vi rất là trái pháp luật. Thứ nhất là về pháp luật thì là sẽ vi phạm pháp luật về tội trộm cắp. Qua các vụ trộm cắp nơi thờ tự thời gian gần đây cho thấy, các đối tượng ngày càng táo tợn, tinh vi và hoạt động có tổ chức, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Bọn tội phạm thường gây án vào ban đêm và chủ yếu nhắm tới hòm công đức, tượng đồng, tượng gỗ, bát hương, đỉnh, chân nến, chuông, lư hương bằng đồng, lục bình, cầu đối. Các vật phẩm thờ cúng trưng bày trong nơi thờ tự ngoài giá trị về tâm linh còn là cổ vật có giá trị cao, nên dễ dàng trở thành miếng mồi ngon của tội phạm trộm cắp. Chùa chiền thường là nơi lưu giữ những cái đồ cổ, đồ đồng, rồi đồ thờ rất là quý giá, rất là giá trị. Rồi đặc biệt là hiện nay chùa là người ta hay thực hiện những cái hoạt động mang tính công đức, mà chủ yếu là sự đóng góp về mặt vật chất, cụ thể là tiền bạc của các cái người mà đến thăm chùa hay đến viếng chùa như vậy. Mà số tiền này theo chúng tôi biết được thì có nhiều khi nó cũng không nhỏ. Ngoài sự tinh vi của các đối tượng trộm cắp thì tâm lý chủ quan, thiếu cảnh giác của nhà chùa có phải là một trong những nguyên nhân đã khiến cho tình trạng trộm cắp tài sản trong các cơ sở thờ tự đã diễn ra phức tạp hay không? Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản tại những nơi thờ tự thì mỗi nơi cần phải làm gì sẽ là nội dung tiếp theo trong góc nhìn đa chiều vào ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.